Okay, xin chào mọi người đến với kênh PCD Marketing. Thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là giải quyết tất cả các tồn đọng xoay quanh cái vấn đề là kháng 902 cũng tuyển. Đợt vừa rồi thì chúng ta có một cái tút rất là hay, mình cũng đã ra một cái video để chia sẻ với mọi người cái cách để kháng cái tài khoản quảng cáo 902 bị vĩnh viễn, và rất là nhiều bạn làm và thành công, và bên mình cũng thành công khá là nhiều trong cái quá trình sử dụng cái thuốc đó. Ngoài ra thì khi mà chia sẻ video mình cũng nói là nó về hai cái dạng. Một dạng là sẽ mất luôn cái dòng trạng thái là khóa vĩnh viễn, một dạng là về vi lỗi. Và khi mà phát sinh ra vi lỗi á, thì rất là nhiều bạn đặt cái câu hỏi dành cho Bitany, không phải riêng ở trong kênh YouTube này mà trong tất cả Bitany Link, rất là nhiều bạn nhắn cho mình hỏi một cái câu hỏi là nhưng không ép được tài khoản khác vào, nó báo là không đủ quyền vì gì đó. Không phải là cái này, câu hỏi là mấy bạn hay hỏi là về cái dạng thứ nhất nhưng mà không biết sử dụng ra sao. Rồi một bạn nè, đây rất là nhiều bạn nè, tài khoản đó đai rồi xe cũng không lên cam được đâu, đây những cái dạng như thế này. Hoặc là có những bạn sẽ nhắn tin là em về dạng thứ nhất, là về dạng một, có nghĩa là nó ra cái dạng là vi bị hạn chế vi lỗi á, thì nó là vi lỗi xe tài khoản qua ẹp người khác vào không chạy quảng cáo được. Thì đúng rồi, bản chất của cái tút đó bản chất của cái tút đó là như thế này. Thứ nhất là tạo ra vi lỗi làm gì? Tạo ra vi lỗi để lấy vi lỗi lên cam, chứ không phải là tạo ra vi lỗi mà mọi người đang nhầm tưởng là khi tạo ra con vi lỗi mọi người thêm một cái con 902 khác vào trong cái con tài khoản quảng cáo đó và sử dụng cái tài khoản quảng cáo đó để lên cam. Bản chất cái tài khoản quảng cáo đó đã chết rồi thì đâu có lên cam được, đúng không? Nhưng tạo ra con vi lỗi để dùng con vi lỗi đó để nhận tài khoản quảng cáo khác để lên cam, có nghĩa là mọi người đang làm ngược lại. Và hiện tại nha, trong bối cảnh hiện tại là vi lỗi là con vi lên cam tốt nhất trong cái bối cảnh hiện tại, hơn cả xác minh danh tính cũng như là 902 đó. Và mình đang sử dụng cả hai loại thì mình thấy như thế này, đối với con vi mà về dạng số 1 ha, vi mà về dạng số 1 có nghĩa là về dạng vi lỗi á, thì lên cam rất là ổn định, bởi vì nó sẽ không bị quét lại nữa, tỷ lệ vi mà nó bị hạn chế sẽ rất là ít. Nhưng mà vi về dạng số 2 thì nó lại rơi vào trạng thái là bị quét lại và nó sẽ bị chết, và khi mình kháng nó có khả năng rất là cao nó bị treo đó. Cho nên là anh em sử dụng cẩn thận ha. Thì dấu hiệu nhận biết của hai loại vi đó cũng đã chia sẻ trong video này rồi. Trong video là tút kháng 902 tài khoản bị hạn chế vĩnh viễn nè, mọi người xem kỹ lại. Dạng số 1 là nó sẽ mất đi cái dòng thông báo và hoạt động về bình thường. Dạng số 1 là nó về dạng vi lỗi. Dạng số 2 là nó ra một cái con vi về hoạt động bình thường. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn tất cả các bạn sử dụng cái dạng số 1 làm sao cho hiệu quả và tối ưu nhất, chứ không phải là nhiều bạn đang sử dụng rất là sai và mỗi bạn nói là về rồi không sử dụng được, không xe được, không làm gì hết. Bản chất là nó xài rất là ngon và mình đang sử dụng nó để chạy cả quảng cáo chuyển đổi hàng vi phạm chính sách đó, chạy rất là mượt, chạy rất là đều, chả ảnh hưởng gì cả và nó cũng không còn bị chết lên chết xuống nữa đó, rất là mượt, chạy chuyển đổi. Rồi thì hướng dẫn mọi người như sau. Thứ nhất là chúng ta coi hàng vi lỗi là vi như thế nào, chúng ta lại check lại một lần nữa xem là con vi của bạn phải là vi lỗi hay không. Đúng là vi lỗi thì mới sử dụng được nha. Đầu tiên là vô cái tab vấn đề về tài khoản tổng quan về trạng thái, tích vào con vi của mình, thấy khi kháng mà cái tút 902 xong nó ra cái này đó, nó ra cái dạng này. Sau đó mọi người click vào cái phần là cài đặt tài khoản quảng cáo, mọi người kiểm tra đây. Khi vào tài đặt tài khoản quảng cáo, mọi người thấy ở đây chúng ta check nè, chúng ta sẽ check nè, ra 902 như thế này đúng không. Vô tài đặt tài khoản quảng cáo, mọi người thấy cái nút thêm người này nó sáng lên. Thì khi cái nút thêm người này nó sáng lên, nó sẽ chia cho bạn hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mọi người thêm người vào trong đây, mọi người vẫn có thể sử dụng tài khoản này lên cam. Khi nào? Khi và chỉ khi cái tài khoản quảng cáo này còn hiệu quả. Đây, nếu mà bạn thêm người vô là tài khoản nè TD9, TD10, TD11 thì vẫn chạy quảng cáo bình thường, tại vì tài khoản quảng cáo này không bị vô hiệu hóa. Trường hợp thứ hai là tài khoản này bị vô hiệu hóa, thì khi tài khoản này bị vô hiệu hóa, mọi người thêm người vào, thêm người vẫn được nha. Sẽ có trường hợp mọi người vẫn thêm người được, nhưng cái người được thêm vào vẫn không chạy quảng cáo được,
Bởi vì bản chất cái tài khoản quảng cáo này nó bị vô hiệu hóa rồi. Cái tài khoản này nè, chúng ta hình dung như thế này. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái. Cái thứ nhất, tài khoản quảng cáo là một chiếc xe, bạn hình dung nó là chiếc xe. Còn cái con via, cái thông báo này chính là cái giấy phép lái xe của bạn. À, rồi à, trường hợp một là chúng ta bị tước giấy phép lái xe là cái này, và chúng ta bị tước luôn cả chiếc xe là cái này. Thì khi mà chúng ta bị tước chiếc xe, mọi người có thêm người vô nữa thì cái người được thêm vô cũng không lấy tài khoản này chạy được. Mọi người đang nhầm lẫn cái này, và cái chức năng của con vi lỗi nó không phải hoạt động như thế này, nó không phải dùng để làm cái này. Người hình dung à, chức năng của con vi lỗi nó không dùng để làm cái này. Rồi ok, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chức năng của vi lỗi là cái gì? Thứ hai đó chính là chúng ta sẽ share những cái tài khoản, chia sẻ những cái tài khoản một mét mốt, những tài khoản BM qua cho nó cầm để nó lên cam. Mọi người hình dung à, đó thì cái này được share qua nè. Ví dụ như TD09, tài khoản TD09 thì lúc này chúng ta sẽ mua một cái tài khoản quảng cáo từ bạn vi gốc là bạn Nguyễn Thị Trâm, thì bạn này mới share cái tài khoản này qua cho mình, và mình nhận cái tài khoản này, mình nhận cái tài khoản cái Dương Ngọc Cổ Trân nhận nè, và Dương Ngọc Cổ Trân mới là cái tài khoản lên cam. Đây mọi người coi, đó TD09 không, rất nhiều tài khoản được share qua nè, đó chạy bình thường, rất là mượt đúng không? Đó thì đây mới là cái cách của con viên nó hoạt động. Mọi người chưa? Ngoài ra nó dùng để nhận BM. Bây giờ mình sẽ nốt lại bằng một cái file PowerPoint để mọi người hình dung cái việc mà con vi 902 lỗi nó dùng để làm gì ha. Và câu hỏi này mình gặp rất là nhiều rồi, chứ không phải là chỉ có một hai bạn nhắn ở trên kênh YouTube đâu. Thì chức năng của con vi lỗi nè, chức năng của vi lỗi nó có những tính năng như sau nè. Một là cầm BM. Đó, tại vì nó sẽ hạn chế tối đa được cái việc bị quét nữa, bởi vì nó đang nằm trong danh sách đã, con vi này mọi người hình dung như thế này, nó đã bị rơi vô cái danh sách gọi là danh sách hạn chế quảng cáo vĩnh viễn của Facebook rồi, thì Facebook nó sẽ không quét lại nữa. Nhưng đó là cái tỷ lệ mà bị quét nó sẽ ít hơn. Dùng để cầm VM, hai dùng cầm tài khoản quảng cáo. Đó, dùng cầm tài khoản quảng cáo. Ba, dùng để lên quảng cáo. Bốn là dùng để add phương thức thanh toán. Đó, đây là những tính năng chính mà con vi này sẽ dùng. Con này nó sẽ không dùng để làm gì. Bây giờ chúng ta sẽ note ra ha. Này là cái mà chức năng. Đó, chức năng cơ bản của con vi lỗi. Và con vi lỗi hiện tại lên quảng cáo rất là tốt ha. Rồi, vậy thì nó có những cái mà nhược điểm mà nó không thể làm được. Đó chính là một, đó chính là chúng ta không dùng để kháng. Kể cả kháng bay, kháng BM hay là kháng tài khoản quảng cáo ha, nó không dùng để làm điều đó. Hai là nó không dùng cho cái việc là nó share cái tài khoản quảng cáo của nó cho người ta, cho người khác, để người khác chạy. Đó, không thuộc tính năng vi lỗi. Rồi mọi người hình dung à, à chúng ta rất là nhầm, đó là khi chúng ta thấy, có nghĩa là ở cái video trước mình nói không hết, thì mọi người cứ nghĩ là khi mà thấy chữ thêm người sáng vào thì mọi người lấy cái tài khoản đó đem đi, đem đi cũng chả giải quyết được gì. Bản chất của con vi lỗi, cái chức năng chính của nó là như thế này. Đó, cầm một cái BM và lấy đó lên quảng cáo, cầm tài khoản quảng cáo lên quảng cáo hẹn phương thức thanh toán. Đó thì tính năng của nó là vậy. Thì con vi lỗi khi mà hoạt động và sử dụng đúng tính năng của nó thì bạn sẽ thấy là lên cam rất là mượt, tỷ lệ hoạt động cam tốt hơn. Ngoài ra thì hiện tại bây giờ khá là nhiều anh đang bán vi lỗi như thế này. Trước lúc cái tút này nó xuất hiện thì giá của con vi lỗi nó rơi vào khoảng từ 5 triệu tới 10 triệu có người bán ha. Tại vì tỷ lệ chết của nó rất là ít. Và sẵn sàng khi mà người ta bán, sẵn sàng bao cho bạn là trong 7 ngày không chết tài khoản quảng cáo luôn. Đó, đây ở lên rất là mượt. Rồi và giá trung bình của một con vi lỗi bây giờ nó rơi vào khoảng là 1-2 triệu, 2-3 triệu tùy nơi họ bán và tùy nơi họ bảo hành. À, rồi à, tiếp theo nữa đó chính là những cái vấn đề xung quanh cái con vi lỗi ha. Đó, để chúng ta nhận định được là cái việc là vi lỗi nó có hợp lý hay không. Rồi cái vấn đề tiếp theo đó là hiện tại cái tút này còn áp dụng được hay không,
Và vì sao hôm nay Vitini mới ra một cái clip nữa để nói về cái thuốc này? Bởi vì thứ nhất là mình phải trải nghiệm, bởi vì cái lúc mà mình ra cái video thuốc này á thì mình kháng trong vòng khoảng vài phút, vài chục phút, 10 phút, 30 phút gì đó, nó đã về kết quả có trong video á. Nhưng mà bây giờ hiện tại sau khi up cái này lên thì rất là nhiều bạn làm, thì nó rơi vào khoảng là một ngày nó mới có kết quả, nhiều bạn hai ngày, ba ngày thì mình phải thử nghiệm và mình đưa ra kết quả đó. Thì hôm nay thì cái thuốc này thì theo mình đánh giá là hiện tại tạm thời nó đã được fit lại rồi, thì fit lại rồi, nên là rất là nhiều bạn hiện tại cũng không làm được đó, và có bạn cũng làm được rất là nhiều con. Ví dụ như bạn này 7 ngày trước khi mà vừa ra thuốc, bạn này áp dụng thử nè đó, vẫn làm được. Còn bạn này thì mới thông báo là chưa làm được thành công nè, đúng không? Có rất là nhiều bạn đã làm được và có rất là nhiều bạn cũng không làm được. Vì cái này hiện tại nó tạm thời được gọi là fit lại đi, thì mọi người cứ lưu lại cái video này để khi mọi chuyện nó lắng xuống, mọi người có thể test lại thử xem là được hay không. Rồi, nguyên tắc của cái tool này nó hoạt động đó chính là cái video đó nó bị lỗi, cái video nó bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, nhưng mà là vi phạm do sai phạm của thằng Facebook chứ không phải là vi phạm do video đó. Để tìm ra một cái video tương tự như vậy thật sự rất là khó, nó phải thỏa mãn hai yếu tố. Thứ nhất, nó là một cái video vừa up lên là bị dính vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng liền, có nghĩa là nó nằm trong danh sách đen của Facebook. Cái tiêu chuẩn thứ hai là trong danh sách đen nhưng là nó thuộc lỗi của ông Facebook chứ không phải là lỗi của hệ thống Facebook, chứ không phải là lỗi của cá nhân. Nếu mọi người up một cái video mà nó mang lỗi tiêu chuẩn cộng đồng một cách chính xác và cụ thể thì chắc chắn mọi người kháng nó sẽ không về, và kháng không về thì nó sẽ không hoạt động, nó không xảy ra cái thuốc này. Cho nên là việc để tìm ra một cái video thứ hai tương tự như cái video vừa rồi thì nó sẽ rất là khó. Và cái thuốc này nó chỉ có trông chờ trong cái chuyện là mọi chuyện nó lắng xuống và Facebook nó không fix cái lỗi này, nó không phát hiện ra cái lỗi này thì chúng ta có thể áp dụng lại nữa. Cái thuốc này nó đã ra cái đây khoảng một tháng đi, thì khi mà mình bắt đầu mình nhúng vô mình làm á thì có một bạn cũng nói là đã fix rồi, nhưng khi mình làm nó lại về thì bắt đầu nó rộ lên nữa, là bây giờ nó lại nhả ra. Thì mình mong rằng là sau cái đợt mà mọi người up quá nhiều như vậy thì nó sẽ không fix cái này và nó đang treo hệ thống của nó, và chúng ta có thể fix lại nữa. Và cũng chúc mừng cho tất cả các bạn, bạn nào đã xem video mới của Vitini và có thể áp dụng được và đem về được vi lỗi, cũng như là lấy được khá là nhiều tài nguyên cũ, những cái tài nguyên thực sự rất là xịn. Một số bạn nhắn tin cho Vitini ha, chia sẻ là đã lấy được những cái con VM rất là xịn mà đã nằm chết trong via. Có rất là nhiều bạn là tạo được rất là nhiều vi lỗi và lên cao rất là mượt, thì chúc mừng tất cả các bạn. Và làm sao để chúng ta có thể thực hiện được những điều đó thì hãy đăng ký kênh của YouTube của Vitini nè, ngoài ra là tham gia vào những group của Vitini để nhận được thông tin nhanh hơn, nóng hỏi hơn, và chúng ta có thể sử dụng được những cái tool nó hay hơn. Ngoài ra mọi người đừng quên, hiện tại Vitini đang có bán một cái khóa 7 video. Hiện tại là còn được khoảng 3 suất ha. Ở trong đây là 7 người là thành viên của group, 7 người là mod, nghĩa là quản lý. Và 100 bạn đầu tiên được vô group này sẽ có được những cái tài liệu, những cái thủ thuật và nhận được những thông tin về tool như thế này, nó sẽ nhanh hơn đó. Thay vì là mọi người đợi kênh YouTube thì nó mất tầm khoảng là thay vì up lên trên này thì mọi người sẽ được nhận thông tin trước tầm khoảng 3 ngày đó. Thì nếu mà trong 3 ngày đó mọi người nhận được tốt, có phải là bây giờ mọi người đã kháng được rất 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 là nhiều tài khoản không? Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở một cái video chất lượng hơn, nhiều kiến thức hơn. Rồi.